Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, ngày 29 tháng 7, phiên xét xử đối với 254 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam bước sang tuần thứ 2. Mặc dù thừa nhận đưa hối lộ cho hai cựu Cục trưởng Cục Đăng Kiểm, nhưng thuộc cấp vẫn ra sức bảo vệ cho hai ông này. Người thì khai không nhớ đưa bao nhiêu tiền, người thì khẳng định việc này là theo thông lệ làm ăn xưa này. Chi tiết ra sao chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Trong tuần xét xử đầu tiên, Hội đồng xét xử đã xét hỏi đối với nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo, đăng kiểm viên của Cục Đăng Kiểm, các bị cáo ở Trung tâm Đăng Kiểm khối V và khối D. Tại phiên tòa, hai cựu Cục trưởng Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, cả hai cho rằng chỉ nhận trách nhiệm với số tiền được hưởng lợi, chứ không chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền tham ô của Cục Đăng Kiểm. Bị cáo Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà bị Viện Kiểm sát cáo buộc đã làm ngơ cho sai phạm của cấp dưới, chỉ đạo cấp dưới hàng tháng phải chung chi một phần số tiền đã nhận hối lộ của các chủ phương tiện. Theo đó, bị cáo Hình nhận hối lộ hơn 7,1 tỷ đồng, Hà nhận hơn 8,5 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử về hành vi nhờ bị cáo lại Thái Phong, cựu phó chánh văn phòng Cục Đăng Kiểm Việt Nam, đưa 100.000 đô la cho bị cáo Nguyễn Văn Trung, giám đốc công ty ATS, nhờ nghe ngóng xem cơ quan công an xử lý sai phạm gì tại các trung tâm đăng kiểm. Bị cáo Hà khai do lúc đó bị cáo hoảng loạn, không tỉnh táo nên mới nhờ Phong tìm người dò la thông tin giúp mình. Thừa nhận hành vi phạm tội nhưng bị cáo Nguyễn Văn Trung lại khai không biết Phong đưa tiền cho mình vì lý do gì. Trước lời khai này của Trung, chủ tọa Huỳnh Văn Trực chất vấn: tại sao bị cáo nhận tiền mà không biết để làm gì? Bị cáo có thấy vô lý không? Bị cáo Trung trả lời, bị cáo có gọi hỏi nhưng Phong không nói đưa tiền cho bị cáo làm gì. Mãi đến tháng 11 năm 2022, anh Hà mới gọi cho bị cáo, nói Cục Đăng Kiểm đang bị công an điều tra và nhờ bị cáo nghe ngóng giúp xem đang điều tra về vấn đề gì. Lúc đó bị cáo có hỏi anh Hà là anh có đưa tiền cho Phong gửi cho em không, thì anh Hà nói không. Là bị cáo sở hữu nhiều trung tâm đăng kiểm tư nhân nhất vụ án, bị cáo Trần Lập Nghĩa được coi là mắt xích để phá vụ án tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Theo cáo buộc, từ vụ phát hiện một xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe, cơ quan điều tra đã tìm ra sai phạm của trung tâm đăng kiểm 6203G ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An, do bị cáo Trần Lập Nghĩa làm giám đốc. Theo cáo buộc, đầu năm 2021, do tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng đến thu nhập của trung tâm, nên Nghĩa chỉ đạo cho nhân viên nhận hối lộ của các chủ xe để bỏ qua lỗi sai phạm trong quá trình kiểm định. Đến tháng 10 năm 2022, trung tâm 6203G đã cấp giấy chứng nhận cho 35.253 phương tiện sai quy định, thu lợi hơn 9.843 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định Trung tâm Đăng Kiểm 7102G ở Bến Tre và Trung tâm Đăng Kiểm 8302G ở Sóc Trăng do Nghĩa làm chủ đều có sai phạm như Trung tâm 6203G. Theo lời khai của Nghĩa tại cơ quan điều tra, để thành lập các trung tâm đăng kiểm này, Nghĩa đã phải tới Cục Đăng Kiểm để đưa hối lộ cho Trần Kỳ Hình. Từ sai phạm ở các trung tâm do Nghĩa làm chủ, cơ quan điều tra đã lật tẩy toàn bộ sai phạm của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử hỏi về số lần và số tiền đưa hối lộ cho bị cáo Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà, bị cáo Nghĩa khai không nhớ. Bị cáo Trần Văn Chủ, giám đốc Trung tâm Đăng Kiểm 5003V trực thuộc Cục Đăng Kiểm Việt Nam, bị cáo buộc đã cho phép đăng kiểm viên nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện trong quá trình kiểm định, sau đó chủ dùng một phần số tiền này chung chi cho lãnh đạo cục. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo khai rằng việc nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm do các đăng kiểm viên tự thực hiện, bị cáo không chỉ đạo. Dù vậy, chủ lại thừa nhận đưa cho các bị cáo Hình, Hà tổng số tiền 200 triệu đồng vào những dịp lễ Tết và nguồn gốc số tiền này là do các đăng kiểm viên nộp lại. Bị cáo Chủ khai bị cáo đưa tiền cho lãnh đạo không vì mục đích gì, việc này là do quan hệ cấp trên cấp dưới theo thông lệ làm ăn xưa nay. Trước đó, vào sáng 24 tháng 7, phiên tòa xét xử 254 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm tiếp tục phần xét hỏi với các bị cáo. Tại phiên xử này, ông Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam thừa nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu. Tuy nhiên, ông Hà phủ nhận việc chỉ đạo cấp dưới nhận hối lộ. Ông Hà cho rằng bản thân không hề đòi hỏi, cũng không đưa ra một mức nào về quyền lợi của bị cáo. Ngay khi giữ chức Cục trưởng là người đứng đầu thì cũng ý thức được, bên cạnh những nhiệm vụ chuyên môn thì một trong những nhiệm vụ rất quan trọng đó là phòng chống tiêu cực và sai phạm. Ông đã thiết lập đường dây nóng, có lịch tiếp công dân hàng tuần để nhận tất cả phản ánh của người dân về các hiện tượng tiêu cực. Ông Hà cũng chỉ đạo xây dựng toàn bộ hệ thống phần mềm, cải cách và sửa đổi phần mềm kiểm định xe cơ giới nhằm bịt những lỗ hổng về an ninh, đảm bảo về an toàn thông tin, vừa giúp cho doanh nghiệp, vừa chống tiêu cực trong số liệu của Cục Đặc biệt Việt Nam, đặc biệt là mảng đăng kiểm xe cơ giới. Trong khi đó, bị cáo Trần Anh Quân, cựu quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới cho rằng việc nhận tiền không có quy định mà theo lối mòn từ trước. Còn sau đó khi họp với ông Đặng Việt Hà thì mới bàn và đưa ra mức như trong cáo trạng đã nêu. Bị cáo Quân nói không tiếp xúc với doanh nghiệp cũng như những người đưa tiền của doanh nghiệp. Bị cáo chỉ nhận tiền từ các đăng kiểm viên là người thực hiện thẩm định và cũng không hứa hẹn gì. Việc đưa tiền là tự nguyện. Trả lời câu hỏi về chi tiết ông Đặng Việt Hà chỉ đạo là phải đảm bảo lợi ích của bị cáo Hà là cao nhất là thế nào, có chứng cứ hay không, thì ông Quân khai cuộc họp trên có hai phó phòng VAR biết, còn cuộc họp tại phòng thì anh em ngồi nói chuyện với nhau chứ không có sổ sách ghi chép gì. Mức tiền 400.000 đồng một hồ sơ để đưa cho bị cáo Hà là trên tinh thần cuộc họp mà bị cáo Hà chỉ đạo. Sau đó phòng VAR đã họp và anh em phòng VAR tự xác định vì đó là mức độ cao nhất. Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi bị cáo Trần Lập Nghĩa, giám đốc là chủ 5 trung tâm đăng kiểm 6203G, 7102G, 8302G, 6602G, 8402G và các bị cáo là đăng kiểm viên thuộc các trung tâm do Nghĩa làm chủ. Cụ thể, bị cáo Trần Lập Nghĩa là giám đốc của 5 trung tâm đăng kiểm, bị truy tố về các tội nhận hối lộ, giả mạo trong công tác và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Theo cáo trạng, quá trình hoạt động vì hưởng lợi, ông Trần Lập Nghĩa đã chỉ đạo nhân viên thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật. Cụ thể là chỉ đạo lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên tại các trung tâm đăng kiểm nhận tiền hối lộ của chủ phương tiện, cò môi giới để bỏ lỗi cho phương tiện trong quá trình kiểm định. Do các trung tâm đăng kiểm đều thiếu đăng kiểm viên bậc cao, nên ông Nghĩa đã chỉ đạo lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên tại các trung tâm ký giả chữ ký của đăng kiểm viên, mặc đồ đóng giả đăng kiểm viên để trực tiếp kiểm định phương tiện và đối phó với sự kiểm tra của Cục Đăng kiểm và cơ quan chức năng khác. Ngoài ra, ông Trần Lập Nghĩa còn phải chịu trách nhiệm chính đối với hành vi sử dụng phần mềm, xâm nhập thay đổi làm giả kết quả vòng quay động cơ, thời gian gia tốc để điều chỉnh kết quả của 678 phương tiện đăng kiểm tại trung tâm 7102G. Tại tòa, ông Nghĩa thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, tuy nhiên bị cáo này cho rằng số tiền hưởng lợi trong hành vi giả mạo trong công tác là không đúng vì số lượng phương tiện không nhiều như vậy. Các bị cáo khác thuộc nhóm trung tâm của ông Trần Lập Nghĩa thừa nhận hành vi như cáo trạng. Đáng chú ý, trong chiều 23 tháng 7, Hội đồng xét xử thẩm vấn nhóm 28 trên 254 bị cáo liên quan sai phạm đưa, nhận hối lộ hơn 60 tỷ đồng xảy ra tại phòng kiểm định xe cơ giới, phòng VAR thuộc Cục Đăng kiểm và các cựu lãnh đạo của Cục Đăng kiểm. Người đầu tiên bị chủ tọa thẩm vấn bị cáo Trần Kỳ Hình, cục trưởng từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021, xác định cáo trạng mô tả hành vi phạm tội của bị cáo là đúng, không có ý kiến gì về tội danh. Tuy nhiên, về số tiền nhận hối lộ, bị cáo Hình trình bày bản thân chỉ nhận 2,85 tỷ đồng và 12.000 đô la. Theo bị cáo Hình, đến nay gia đình đã nộp 2,85 tỷ đồng và 12.000 đô la. Trong khi đó, cáo trạng cáo buộc bị cáo Hình nhận hối lộ hơn 7,1 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Hình còn lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc duyệt cấp thông báo năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện theo quy định. Đối với bị cáo Đặng Việt Hà, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021, sau đó làm Cục trưởng, cáo trạng thể hiện bị cáo Hà hưởng lợi 8,55 tỷ đồng từ tiền nhận hối lộ. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng sai phạm tại Cục Đăng kiểm đã xảy ra từ năm 2019 khi giữ chức Cục Phó, tháng 8 năm 2021 mới làm Cục trưởng, cho đến khi bị bắt đầu năm 2023, nên không thể buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm về toàn bộ tiền nhận hối lộ là hơn 40 tỷ đồng. Về số tiền khắc phục, bị cáo Hà khai gia đình đã nộp 3 lần, tổng cộng là gần 6 tỷ đồng. Các bị cáo tại phòng VAR có trưởng phòng Trần Anh Quân nhận hối lộ hơn 11,7 tỷ đồng, nhưng cáo trạng buộc bị cáo Quân chịu trách nhiệm hơn 60 tỷ đồng là tiền cán bộ, nhân viên phòng VAR nhận hối lộ. Phó trưởng phòng Đặng Trần Khanh nhận hối lộ gần 3 tỷ đồng, Phó trưởng phòng Nguyễn Đức Toàn nhận hối lộ hơn 2,4 tỷ đồng, Phó trưởng phòng Trịnh Bình Dương nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng. 13 đăng kiểm viên chuyên viên còn lại tại phòng VAR theo điều tra đã nhận hối lộ thấp nhất là 56,4 triệu đồng đến hơn 2,4 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Quân cũng trình bày không đồng ý việc cáo trạng buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm trên 60 tỷ đồng tiền nhận hối lộ xảy ra tại phòng VAR. Về tiền khắc phục, bị cáo khai gia đình đã nộp lại toàn bộ hơn 11,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 11 bị cáo thuộc 7 công ty thiết kế cải tạo xe cơ giới cũng thừa nhận hành vi đưa hối lộ hơn 35,7 tỷ đồng cho các đăng kiểm viên tại phòng VAR. Riêng 9 công ty còn lại đưa hối lộ gần 25 tỷ đồng cho phòng VAR. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ sai phạm đến công an các tỉnh thành khác xử lý theo thẩm quyền. Theo hồ sơ vụ án, phòng VAR đã nhận hối lộ trên 60 tỷ đồng và đến thời điểm xét xử vụ án, các bị cáo là cựu lãnh đạo Cục Đăng Kiểm, cựu lãnh đạo phòng VAR, đăng kiểm viên và chuyên viên đã nộp lại khoảng 41 tỷ đồng. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.